Thường á, các mẹ bà mẹ cứ người ta khuyên rằng á, cho dù là trong cuộc sống gia đình hàng ngày, đối với những đứa bé đó gia đình chỉ có mẹ thôi, thì người mẹ vẫn luôn luôn phải nói rằng đây là một gia đình và cái nề nếp gia đình mình là phải như vậy, nề nếp gia đình mình là phải như thế khác. Có nghĩa là cho dù thiếu cái bóng dáng người cha nhưng mà người mẹ phải luôn luôn khẳng định đây là một gia đình đầy đủ để cho con không có cảm giác là thiếu, và đừng bao giờ nói rằng là nếu có ba ở đây hay là mình nhắc tới người ba nhiều quá, mà mình phải khẳng định với con là cho dù chỉ mẹ với con thôi thì đây cũng là một gia đình hoàn hảo rồi, chứ không phải tệ, như không phải là chưa có đủ đầy. Thì đó là một phần bà mẹ phải khẳng định với con. Thì tuy nhiên là đối với cho những bà mẹ nè là đang có con tuổi đang teen, nó đang vô 13, 14, 15, thì những đứa bé bình thường thì nó đã dở chứng rồi. Tuổi 13, 14, 15 á, là mẹ hay hay gây gổ với con cái, con trai hoặc con gái lắm, tại vì cái tuổi đó là cái tuổi bướng bỉnh mà nó không có nghe mình á. Thì tất cả các đứa con đủ cha mẹ hay không thì nó cũng bị như thế. Cho nên những người mẹ mà đơn thân á thì đừng có như vậy mà hoảng lên, nó chết rồi, con mình không có cha, nó hư rồi, nó bướng quá, nó không biết mình có dạy nổi con không, sau này nó có hư hay không, rồi nó có nhiều tật xấu quá, nó đi nhuộm tóc rồi nó này nó nọ. Thì các bạn hoảng lên, nhưng mà các bạn đừng có lo, tại vì cái lứa tuổi đó cho dù con mình đó, nó có đứa con bé đó nó có đủ cha của mẹ nó cũng như vậy, chứ không phải là tại vì con không cha mà nó như vậy. Có nghĩa là con của chị nó lớn lên 13 tuổi và bắt đầu nó hỏi chị đi nhuộm tóc chị vẫn chưa có trả lời thích đáng với nó, chị mới nói là để chị suy nghĩ lại, nhưng mà có lẽ phải cho nó đi nhuộm tóc. Chứ mình không không mình không muốn nhuộm nhưng mà không có nghĩa là mình không có cho con đi nhuộm. Thì có lẽ là tuần sau hay gì đó mình sẽ hỏi nó thích màu gì và mình dắt nó đi nhuộm tóc, mặc dù trong lòng mình không có muốn con mình 13 tuổi đi nhuộm, nhưng mà mình đừng có chơi một cái quả màu tím hay là một cái đầu màu vàng khè. Nếu mà nó nhuộm mà cái đuôi hay là một góc cái mái thì cũng ok, tại nó thích, nó vô trường các bạn bè nó nhuộm á thì nó về nhà nó muốn nhuộm như thế. Thì quay lại cái chủ đề con không cha thì các mẹ đừng có quá hoảng sợ nha, con mình bình thường chứ nó không phải là đứa bất thường. Thì quy lại á, là những người bé có cha không có cha hoặc là không có mẹ thì các bé đó lớn lên sẽ có một chút gọi là khó khăn về cuộc sống. Ví dụ như các bé sẽ có một chút thiếu tự tin này nọ, và họ nghiêng về là giống như nghỉ học nhiều hơn, nghỉ học sớm nhiều hơn, hoặc là quan hệ tình dục sớm, hoặc là dễ bị bạn bè rủ rê, hay là thì cái chuyện đó nó đương nhiên cái tỷ lệ nó sẽ đông sẽ nhiều hơn những đứa bé bình thường. Nhưng mà đừng quá lo như thế, là tại vì nếu nếu nó dễ bị lôi kéo nếu như mẹ không quan tâm sát sao, còn nếu con mình ở nhà và mình quan tâm rất là sát thì mình không có lo mình cái việc đó, như là quan hệ tình dục quá sớm hay là đi theo bạn bè hút chích hay là nhằm những công việc mà nó hủy hoại thân xác. Thì Biên nói là cái tỷ lệ mà không có cha vẫn nhiều hơn là tỷ lệ có cha mẹ đầy đủ, thì hai người canh thì dĩ nhiên là nó tốt hơn một người canh. Tuy nhiên mình đừng có như thế mà mình lo lắng. Con mình hiểu rằng nó có những tâm lý như thế, nó có những cái như thế. Nhưng mà thường á là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ rầm rộ khác ở cái tuổi lứa tuổi teen, có nghĩa là lứa tuổi mà 17, 18, 19 á, thì cái việc mà khác nhau giữa con không cha và có cha nó có vẻ lộ rõ ra cái thời điểm đó. Có nghĩa là những đứa cha con không có cha nó bướng bỉnh hơn, nó hay cãi hơn và nó không nghe lời khác, nó im lặng, nó không chịu nói, nó không giải thích, nó cứ hầm lầm lầm lì lì và nó không có nói với mẹ nó là nó đang bị cái gì, nó không chia sẻ được.
hay là nó thấy thiếu tự tin, nó thấy thiếu an toàn. Thì hôm nay chị ra chủ đề con không cha và người phụ nữ có tầm, thì quay lại là những đứa bé đó mình sẽ thấy những cái đó nó bộc lộ rõ ở tuổi teen, thì làm cho các mẹ quá lo lắng và hoảng sợ. Tuy nhiên các bạn không có cần phải quá hoảng sợ, tại vì sau cái tuổi đó thì con mình nó lớn lên á, thì nó có gọi là thì sau này nó lớn lên á, ví dụ như nó đi học, nó ra đời thì nó bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng mà gọi là có chọn lựa các bạn, gọi là selective. Selective có nghĩa là có chọn lựa, có nghĩa là 18 tuổi nó có thể là một đứa trẻ không cha hư, nhưng mà lên 20, 21, 25, 30 thì nó là thành người, và đôi lúc nó thành người còn nhanh hơn những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ. Rồi đó là một cả các bạn không có sợ là cuộc đời con mình sau này nó sẽ thua những đứa trẻ khác. Thường những đứa trẻ không có cha thì nó ở tuổi teen á, thì những đứa bé đó nó sẽ gọi là nó bốc đồng hơn, nhưng mà về thành đạt về sau này á, những đứa trẻ không có cha là những đứa trẻ nó sống sâu sắc hơn, và nó lớn lên nó sống nó có chọn lựa thì nó sẽ thành người. Thì các bạn cũng để ý rằng là thấy mình đi, cái bản thân của những người 40 tuổi, 50 tuổi hoặc là 60 hoặc là 35, các bạn thấy là đôi lúc các bạn sanh ra chung một gia đình cũng không gọi là gì hoàn hảo, cũng có nhiều khập khiễng, nhưng mà tại thời điểm này thì bạn thấy bạn ok, chứ bạn đâu có phải là một cái người hư đốn hoặc là thoái hóa hoặc là mất đạo đức, đúng không? Cho nên các bạn không có cần có lo cái việc đó quá, con mình sẽ ok. Thì cũng giống như là tổng thống Obama cũng là một đứa trẻ không có cha nhưng mà lên làm tổng thống được. Thì ý của chị tóm lại là những đứa bé không có cha đó, cái tuổi teen á, nó sẽ bạo động hoặc là nó sẽ lộ rõ các đặc điểm của nó nhiều hơn những đứa trẻ khác, nhưng mà về lớn sau này những đứa bé đó nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó tốt hơn trong cuộc đời. Và một phần nữa là về cái việc của mình á, mình phải luôn hiểu là những đứa bé nó thiếu tự tin ở chỗ nào, hiểu được cái tâm lý của nó không có muốn chia sẻ, hoặc là hiểu của tâm lý của nó thấy không được an toàn, thì đừng có áp đặt nó nhiều quá, phải nói chuyện với nó, phải sát sao với nó. Và những đứa bé ở học đường nhỏ từ lớp 1 tới lớp 5 thì phải hiểu rằng là các bé có thể bị tấn công ở trường, thì nói chuyện với các bé nhiều hơn để hiểu được là cái chuyện gì đã xảy ra ở trường. Rồi các bạn đừng, như Biên đã nói là đừng quá lo lắng ha, là nó sẽ ok. Và một phần nữa các bạn phải nhớ là lúc mà nó trong quá trình lớn lên á, các bạn phải cho nó đi học đầy đủ, tại vì lúc mà giáo dục con được hấp thụ á, thì thay đổi tư duy của nó, thay đổi cái cách nó tư duy, cách nghĩ về cuộc đời, và nó lúc nó đưa vào nhiều kiến thức á, thì nó sau này á, thì nó lớn lên 20, 21, 20, tới 30 á, nó ra đời á, nó chọn lựa được nhiều cái tốt. Nhưng mà nếu hồi nhỏ mà mình không cho con đầy đủ giáo dục á, thì sau này con sẽ dễ không có đủ tư duy và không chọn lựa tốt, thì có thể là cuộc đời nó sẽ đi theo cái hướng sai lầm và sẽ sâu thật lâu sau này mới có thể là bình phục được, thì mình tránh. Và một phần nữa là cho các bà mẹ đơn thân đừng quá lo lắng, là vì á, những đứa con mà không có cha mà người mẹ hạnh phúc á, người mẹ thăng bằng á, thì tốt hơn là một cặp mà có đủ cha mẹ nhưng mà cha mẹ không có tình yêu, không có hạnh phúc, không có sự tôn trọng với nhau. Thì đứa bé đó nó rất là đáng thương hơn là đứa bé không cha, là tại vì sống trong gia đình như thế thì đứa bé hoàn toàn không có tình yêu, không tin vào tình yêu người ta, và luôn luôn những cái khập khiễng của ba mẹ sẽ đổ người lên người bé, và sau này bé sẽ khập khiễng hơn. Cho nên không phải là quá tệ như khi mà là đứa bé không có cha, nếu mà có đầy đủ tình yêu thương của mẹ và cái sự giáo dục đầy đủ thì đứa bé đó không đến nỗi không có gì cả. Và những cái việc mà hồi nãy chị nói thiếu tự tin đó, thì nó sẽ rõ trong thời thời nhỏ,
nhưng mà càng lớn thì nó hết. Thì đó là cái chủ đề mà gọi là con không có cha.